Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày mùng 6 Tết và sau một tuần nghỉ Tết thì chúng ta đã bắt đầu trở lại công việc hàng ngày. Và theo quan niệm của người xưa thì đầu xuân năm mới, người Việt thường hay thu xếp công việc để chúng ta được đi du xuân, trải nghiệm, tham gia các lễ hội đầu năm để cầu mong một năm bình an, may mắn và hạnh phúc. Tuy nhiên không phải lúc nào và ở nơi nào, lễ hội nào, người Việt cũng có cách hành xử văn minh lịch sự. Và sự thiếu ý thức của một số bộ phận người dân đã khiến cho các lễ hội ở một số nơi trở nên nhếch nhác và phản cảm hơn. Và những hình ảnh đó, những hình ảnh bạo lực tại không gian văn hóa, nơi cửa đền, cửa Phật đã khiến rất nhiều người không khỏi băn khoăn. Và trong tiểu mục chuyện tối nay ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chị Nguyễn Thu Thủy, tiến sĩ quản lý văn hóa của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và mong rằng những chia sẻ của chị Thủy sẽ giúp quý vị khán giả có thêm được những lựa chọn cho mình khi mà du xuân đầu xuân năm mới. Và đầu tiên xin cảm ơn chị Thủy đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với nội dung của chương trình, kính mời chị Thủy cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn tổng hợp ngay sau đây. Vâng, quay trở lại với chương trình, thưa chị Thủy, vâng, sau khi mà chúng ta xem clip đó xong thì không biết là tôi với chị cảm thấy rất là may mắn khi mà chúng ta đầu xuân năm mới không tham gia một cái lễ hội phải nói là cực kỳ vất vả, cực kỳ mệt nhọc, thậm chí là sứt đầu mẻ chán chỉ vì tranh giành những ấn phẩm của đầu xuân năm mới. Vậy thì quan điểm của chị Thủy thế nào? Thực ra thì tôi thì xem thì tôi cũng đã biết về những cái câu chuyện như là ở lễ hội về cướp phết hoặc là tranh chiếu, hoặc là thậm chí cả như là lễ hội chọi trâu hoặc là những cái lễ hội mà hiến tế lợn chẳng hạn. Thế nhưng mà tôi thì tôi không hầu như không bao giờ tôi chọn đi những cái lễ hội đó để du xuân, trừ phi là tôi đi với cả tư cách nghiên cứu. Thì tôi nếu tôi đi nghiên cứu thì tôi lại tham gia vào những cái đoàn của các cơ quan bộ ngành thì nó cũng không bị cái cảm giác quá là nặng nề như vậy. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì khi mà tôi đi lễ chùa đầu năm với gia đình thì tôi lại thường là chọn những cái nơi nào vắng nhất để đi. Yên tĩnh, đúng không? Vắng và thanh tịnh và yên tĩnh thì đấy là cái lựa chọn của mình, vì mình nghĩ là mình đến đầu xuân mình đi lễ chùa thì mình muốn là mang một cái tâm an đến với cả một cái mùa xuân đầy may mắn. Vâng ạ, tuy nhiên chúng ta cũng phải nói lại một số bộ phận người dân vẫn có cái thói quen là đi vào những nơi mà rất là đông đúc mà cướp phết rồi là tranh chiếu như vừa rồi, và chúng ta nhìn thấy những cái hậu quả rất là không vui vẻ gì trong đầu xuân năm mới cả. Vậy thì tại sao lại có một là một nhà nghiên cứu thì chị cho biết là tại sao mọi người lại vẫn có cái quan điểm và có những hành động như vậy? Tôi nghĩ thứ nhất là thực ra người Việt chúng ta khá là nặng về tâm lý bầy đàn. Thì cái đó là một trong những cái đặc tính tương đối là nó rõ nét của người Việt. Qua quá trình nghiên cứu thì chúng ta thấy là chúng ta hay a dua, chúng ta hay làm theo một cái điều gì đó, và khi thấy nhiều người làm thì chúng ta tin là điều đấy là đúng. Thì đấy là cái tâm lý bầy đàn, chúng ta không có một cái lựa chọn mang cái tính chất là cá nhân. Cái thứ hai nữa là đôi khi chúng ta hơi bị quá là tin ở những cái điều mà người ta đồn thổi, chứ không phải là tin ở những thực tế hoặc là tin ở những cái minh chứng khoa học. Mọi người cứ bảo là tôi nghe nói rằng, rồi là người này kể cho tôi rằng, rồi vân vân và vân vân, mà không hề kiểm chứng là cái người kể đấy có khi không phải là họ nghe thật, mà họ lại còn nghe từ đến khoảng cỡ 10 hoặc 15 người nữa, thì cuối cùng cái thông tin nó từ nguồn nó đã được thay đổi đi rất là nhiều, và khi được đến với chúng ta thì nó không biết là nó tam sao thất bản như thế nào. Thì đôi khi là chúng ta cũng hơi ngây thơ, tức là hơi tin tưởng quá ở những điều mà mình nghe được hoặc đồn thổi, mà mình không tin ở những cái căn cứ khoa học, và chúng ta cứ vậy thôi. Tất nhiên là đấy là dân gian. Dân gian thì luôn luôn có những cái lời truyền miệng, luôn luôn có những cái lời đồn thổi, kể cả những truyền thuyết hay thần thoại của chúng ta thì cũng đều là từ dân gian, đều qua cái sự truyền từ người này sang người kia. Nhưng bây giờ ở một cái thế kỷ 21 rồi, chúng ta cũng cần phải có một cái nhìn nó mang tính chất khoa học, và nó tỉnh táo một chút trước những cái câu chuyện kiểu như vậy.
Rõ ràng là đi du xuân đầu năm thì chúng ta hướng đến ví dụ đi chùa hay là lễ hội đầu năm thì rất là mong muốn được may mắn, bình an, hạnh phúc cho cả gia đình trong vòng một năm. Nhưng mà đáng nói ở đây không phải bây giờ chúng ta mới nói đến cái câu chuyện về những cái hình ảnh rất là phản cảm, rất là bạo lực tại các cái lễ hội xảy ra như vậy. Thậm chí thì nhiều quy định được cơ quan chức năng đã đưa ra để mà có thể là xử lý những hành vi như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy đâu đó bắt gặp ở một số các địa phương, một số các lễ hội vẫn có những hình ảnh như vậy. Phải chăng là chúng ta đang quản lý một cách rất lỏng lẻo câu chuyện về giữ gìn hình ảnh văn minh ở tại các lễ hội hay không? Thực ra ấy thì là tính từ năm 2019 thì Nghị 110 của Chính phủ bắt đầu về việc quản lý và tổ chức lễ hội chính thức là được triển khai và bắt đầu thể hiện cái vai trò của nó trong cái việc quản lý hành chính. Tuy nhiên ấy thì xét ở góc độ quản lý ấy, thì ở đây chúng ta phải hiểu ở góc độ là chúng ta đang làm việc với làng. Và làng thì bao giờ ngay từ xưa chúng ta đã có câu là phép vua mà còn phải thua lệ làng. Thì chúng ta ngoài cái câu chuyện là chúng ta dùng các cái biện pháp hành chính để quản lý thì chúng ta cần phải làm việc với cái đội ngũ những người là những gọi là nam phụ lão ấu, tức là những già làng, trưởng bản ở trong làng đó, và bản thân họ là những cái người có uy với cả dân làng, họ mới là người có thể truyền tải được cái những điều mà nên làm cho dân chúng. Chứ còn nếu như chúng ta sử dụng quá là mạnh mẽ cái biện pháp hành chính thì đôi khi là nó sẽ gây cái sự phản cảm và gây cái sự phản kháng nó không cần thiết. Thì chúng ta phải nên đi từ chính trong dân, và chính những người như cầu là những cụ thủ đền này, hoặc là những các cụ bô lão ở trong làng sẽ là người có tiếng nói được với cả những lớp trẻ ở kế cận. Vâng, là một tiến sĩ khoa học nghiên cứu và có sự hiểu biết về vấn đề văn hóa tín ngưỡng, tâm linh cũng như là các lễ hội. Vậy thì chị Thủy có thể cho các khán giả của VTC biết là chúng ta cần phải đi lễ hội đầu năm như thế nào để chúng ta có được một cái tâm an nhiên nhất cho cả một năm? Dân gian ta có câu là vị thần may mắn sẽ gõ cửa nhà của chúng ta nếu như mà tâm của chúng ta lành, thiện và mọi thứ đều an yên. Và chúng ta sẵn sàng làm cái điều tốt, chia sẻ những cái điều thiện lành cho người khác. Mọi người thực ra đôi khi đi lễ chùa thì chuẩn bị quá nhiều các cái đồ lễ vật ấy, mà thực tế thì chúng ta chỉ cần có 6 thứ thôi. Đó là hương, hoa, trà, quả, thực, đăng. Vì thế cho nên là chúng ta cũng đừng có cầu kỳ quá trong cái việc chuẩn bị lễ. Và nếu như chúng ta đi lễ chùa thì chúng ta không sử dụng tiền vàng, bởi vì chúng ta đấy là theo giáo lý nhà Phật là không sử dụng tiền vàng, mà chỉ là cúng đồ chay, cũng như là những gì mà cứ từ tâm mình ấy. Tại vì chúng ta có câu là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới là tu chùa cơ. Vì thế cho nên là chúng ta cứ mang cái tâm lòng thành của chúng ta đến trước cửa Phật, và chúng ta ăn mong cầu cái sự gọi là may mắn, an nhiên, cũng như là sức khỏe, cũng như là những cái điều tốt lành cho chúng ta, cũng như là những người thân xung quanh chúng ta, thì đấy đã là một điều tuyệt vời rồi. Vâng, nhiều người bây giờ hiện tại vẫn có quan niệm là mâm cao cỗ đầy và đi các lễ hội thì thường là phải sắm sửa lễ vật từ tại địa phương của mình để đi dâng lên các vị thần, vị thánh. Vậy thì cái quan điểm này có đúng hay không? Và để tham gia một cái lễ hội đầu năm mà cảm thấy bình an, cảm thấy rất là nhẹ nhõm thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình những gì ạ? Thực ra thì thứ như là tôi đã chia sẻ, tức là chúng ta cứ cái quan trọng nhất phải là cái tấm lòng. Trong khi mà chúng ta đi lễ chùa ấy, có một cái ban gọi là ban Đức Ông. Ban Đức Ông chính là nơi sẽ kiểm soát xem là tấm lòng của chúng ta có chân thành hay không. Nên thường ấy là mọi người khi vào chùa ấy là lại hay là đi lễ Tam Bảo trước, nhưng thực tế là chúng ta phải đến trước ban Đức Ông trước. Và chúng ta cúi lại ở đấy để ban Đức Ông sẽ là người kiểm soát xem là tâm của ta có lành hay không. Trước khi mà chúng ta bước chân vào cửa chùa, bước chân vào lễ Tam Bảo. Thì bây giờ là hầu như chúng ta không có biết cái điều đấy. Và chỉ những người mà nghiên cứu thì chúng tôi vẫn cố gắng là chia sẻ cái thông tin này để cho mọi người có một cái nhìn đúng đắn hơn khi mà chúng ta đi lễ chùa. Và cái quan trọng nhất ý, vẫn chỉ là tâm lành thôi. Và chúng ta sẵn sàng sẻ chia cái điều thiện lành đấy của chúng ta đến với người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác, thì đấy đã là một cái điều tuyệt vời khi mà chúng ta đi lễ chùa, cũng như là đi lễ đầu xuân. Vậy rõ ràng chính xác là câu chuyện về tâm sáng thì chúng ta mới có được một cái đầu năm mới thật là an yên. Chúng ta đi lễ chùa với cái tâm thanh tịnh thì bao giờ kết quả của sự may mắn bình an cũng sẽ gõ cửa với chúng ta. Sẽ tự đến với chúng ta. Vâng, đấy chính là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là mọi người nên đi với một cái tâm an lành nhất. Và cũng đừng cố gắng để tranh giành một cái điều gì nó không thuộc về mình. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, chuyên gia nghiên cứu về quản lý văn hóa của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, đã cùng đồng hành và chia sẻ với khán giả của VTC những cái thông tin rất là bổ ích, làm sao để chúng ta có được một cái mùa lễ hội đầu năm bình an trong suốt cả một năm tới. Và một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã cùng đồng hành với chương trình.
Và xin chúc chị thật nhiều sức khỏe trong dịp đầu xuân năm mới. Và chúc quý vị khán giả có được nhiều thành công, may mắn khi chúng ta biết được đi lễ đầu năm mang lại rất là nhiều điều hạnh phúc đối với chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.